võ sư Đoàn Bảo Châu gây phẫn nộ khi lại xuyên tạc giá trị lịch sử của sự kiện 30 tháng 4. Hãy đúng là một võ sư chân chính, là bình phẩm của không ít cư dân mạng về phát ngôn xuyên tạc, hạ thấp giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng đất nước, thống nhất dân tộc của võ sư Đoàn Bảo Châu mới đây. Đoàn Bảo Châu là võ sư có tiếng của Việt Nam, hiện đang là võ sư Karate Huyền Đai đệ ngũ đẳng của hệ phái Đoàn Long Karate Do tại Hà Nội. Không chỉ là một võ sư, Đoàn Bảo Châu còn là một phóng viên, biên dịch viên, một nhà văn với tiểu thuyết Khói khá thành công vào năm 2014. Có thể thấy, đây là võ sư tài năng, nhiều tài lẻ nên ông này có số lượng fan theo dõi khá là đông. Thế nhưng, một điểm trừ với Đoàn Bảo Châu chính là những nhận định lệch lạc, méo mó vấn đề chính trị, xã hội, lịch sử. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Đoàn Bảo Châu đưa ra một quan điểm khiến dư luận, xã hội phẫn nộ. Ông ta viện dẫn một số hiện tượng tệ nạn trong xã hội hiện nay như tham nhũng, hạn chế trong lĩnh vực giáo dục hay gán ghép đổ lỗi cho chế độ trong vụ thuyền nhân do thế lực thù địch kích động sau năm 1975 hay dã tâm của Trung Quốc với Biển Đông để phủ nhận giá trị chiến thắng 30 tháng 4 và giả ngây ngô đặt vấn đề kiểu tôi không hiểu giải phóng cái gì khỏi cái gì. Ông ta ca ngợi về nền kinh tế, giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, rồi thở dài, cũng những suy ngẫm như giọng điệu của đám giận chủ quốc nội, hải ngoại cho rằng miền Nam Việt Nam sẽ có một nền kinh tế mạnh không kém gì Hàn và Sinh nếu không bị giải phóng. Phải chăng cái nhìn méo mó, ác cảm khiến ông ta không chịu tìm hiểu lịch sử? Nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa mà đám tay sai ngụy quyền vỗ ngực tự hào là nền kinh tế hào nhoáng, giả tạo vì nó phụ thuộc toàn bộ vào sự viện trợ của Mỹ. Tất nhiên, sự viện trợ đó chỉ tập trung tại các thành phố lớn như Sài Gòn, các vùng ven lân cận và nông thôn thì thảm hại vô cùng. Nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa có sự cách biệt lớn giữa thành thị và nông thôn, một bài báo của phe cánh tả tại Mỹ kết luận. Trong khi, ở thành thị, những nhóm người phục vụ cho quân Mỹ có đời sống khá giả nhờ chiến phí mà Mỹ bỏ ra, thì ở vùng nông thôn, những người nông dân phải chịu đựng sự tàn phá dưới hỏa lực Mỹ, để lại sự nghèo khổ gần như tuyệt đối cho nông thôn miền Nam. Xét riêng những sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam Cộng Hòa vào viện trợ của Mỹ, giáo sư kinh tế Đặng Phong nhận định, nền kinh tế miền Nam trước năm 1975 tuy có vẻ ngoài phồn vinh nhưng giả tạo ở chỗ, nó không tự nuôi nổi nó. Theo nghiên cứu của ông, tại miền Nam Việt Nam, thu nhập quốc dân chưa bao giờ vượt quá 2 tỷ USD một năm, nhưng trong 5 năm cuối 1971-1975, viện trợ Hoa Kỳ hàng năm đạt hơn 2 tỷ USD một năm, tức là còn hơn tổng số của cải do miền Nam Việt Nam làm ra. Còn giáo sư kinh tế Nguyễn Văn Hảo trong bản phúc trình dự án thành lập Quỹ Phát triển Kinh tế đã nhận định, viện trợ còn thì còn kinh tế Việt Nam Cộng Hòa, viện trợ hết thì kinh tế Việt Nam Cộng Hòa cũng hết. Nhà báo Anh David Hotham viết, người ta khoe rằng Việt Nam Cộng Hòa đã độc lập thật sự, nhưng thật ra thì không có gì độc lập cả. Một nước làm sao có thể độc lập được khi cả ngân sách của quân đội mình đều do nước ngoài gánh chịu? Một nước làm sao có thể độc lập được khi 80% tiền mua hàng hóa nhập cảng không phải trả bằng tiền bán hàng hóa xuất cảng, mà bằng lấy tiền trong ngân khố của Washington? Đây là một vài nhận định về nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa, để thấy nhiều người vẫn bị che mắt bởi những sự mỹ miều do chính những quan chức tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa ca ngợi. Một dân tộc không tự lực tự cường đứng lên, ăn bám một nước giàu có thì kết cục cũng tự sụp đổ, cần gì đến giải phóng. Vì vậy, giải phóng miền Nam không chỉ có ý nghĩa thống nhất non sông đất nước mà còn thể hiện đây là cuộc chiến đấu chính nghĩa, đánh đuổi quân xâm lược và quét sạch tàn dư của một chế độ ăn bám, làm tay sai cho thực dân đế quốc đô hộ đất nước ta. Một tài năng võ thuật nhưng lại có quan điểm méo mó, xuyên tạc về hiện tượng xã hội, hằn học lịch sử chống ngoại xâm và thế lực tay sai xâm lược, không chỉ đáng tiếc mà cần cơ quan chức năng và xã hội lên tiếng, xử lý thích đáng, không thể để ông ta tự do xúc phạm, phủ nhận giá trị lịch sử, xương máu bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập hôm nay được.